Mình là Nguyễn Hữu Vi Thư, hiện tại mình là cựu học sinh của trường Ứng Khuyến và trường Hòa Vang tại thành phố Đà Nẵng. Mình và em gái mình đều là cựu học viên của RAS. Nhờ có RAS mà mình đã đạt được IELTS 6.5 và đạt được học bổng toàn phần là hơn 600 triệu của trường British University Việt Nam. Còn em gái mình thì đã đạt được IELTS là 7 chấm, được chuyển thẳng vào trường Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi học tập tại RAS thì em cảm thấy là IELTS rất khó đối với em, nhưng mà sau quá trình học tập thì em cảm thấy em đã tiến bộ hơn nhiều. Chỉ cần theo đúng lộ trình học tập tại RAS thì em cảm thấy là em đã đạt được đủ trình độ mà mình mong muốn. Các thầy cô đã hướng dẫn tận tình trong bài luận, nhờ thế mà hồ sơ của mình được hội đồng tuyển sinh trường British University Việt Nam đánh giá rất là cao. Việc mình học tập tại RAS thì đã giúp mình cảm thấy tự tin hơn trong vòng phỏng vấn, vì các thầy cô đã thực hành nói với mình rất là nhiều và mình cảm thấy tự hào khi mà mình đã thực hiện được ước mơ của mình. Em cảm ơn mẹ rất nhiều vì đã chọn RAS làm trung tâm đào tạo Anh ngữ để em và em gái em có cơ hội được học tập. Hệ thống Anh ngữ RAS là một hệ thống chuyên đào tạo IELTS lâu đời và rất là uy tín, và em cảm thấy rất là may mắn khi mà trở thành học viên tại RAS. Em nghĩ chứng chỉ IELTS hiện nay rất quan trọng và là tấm vé thông hành giúp mở cửa tương lai. Chứng chỉ IELTS giúp các bạn có cơ hội được miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia và có cơ hội được xét tuyển thẳng vào các trường đại học công lập tại Việt Nam. Ngoài ra, chứng chỉ IELTS còn giúp các bạn có cơ hội nhận được các học bổng tại các trường đại học quốc tế ở Việt Nam và các trường đại học ở nước ngoài. Thì lời khuyên của mình là các bạn nên học IELTS từ sớm, và thời điểm đầu năm cấp 2 học IELTS càng sớm thì các bạn có thể rèn luyện hơn được kỹ năng của mình và có thể đạt được điểm IELTS càng cao. Chúc các bạn sẽ đạt được điểm IELTS cao và thành công hơn sau này.